Trước khi em trả lời câu hỏi bác Nguyên Thuy xíu nè, các em nhớ là các em nên luôn chú tâm vào cái chuyện đẹp. Bác cũng nhắc đi rồi, cái chuyện này nói rồi, chú tâm vào chuyện đẹp. Mới nãy có em nào hỏi bác sĩ là cái ngoại hình hay thần thái đây, thì chú tâm vào chuyện đẹp mà quên mất đi cái sang. Bác nói rồi, cái người các bạn mà sang á thì là các bạn đó chắc chắn đẹp, nhưng các bạn đẹp thì chưa chắc đã sang. Các bạn có một số các em các bạn giàu có văn hóa, thế thì những bạn có văn hóa thì chắc chắn là giàu có, nhưng mà giàu có chưa chắc có văn hóa. Ok, cho nên là một cái bao hàm rất là sâu. Có văn hóa rồi thì chắc chắn người đó giàu có, nhưng mà cái người giàu có chưa chắc có văn hóa. Ngay cả giống như một đất nước cũng vậy, một đất nước có thể là thịnh vượng, giàu khoáng sản, giàu đủ thứ, nhưng mà chưa chắc văn minh. Nhưng mà một đất nước văn minh thì nó bao hàm luôn cái chuyện là thịnh vượng. Cho nên là sâu hơn, rộng hơn là cái sang. Cho nên là đừng dừng ở chỗ cái đẹp, phải trau dồi sao tới cái sang. Đại loại thêm nữa, ví dụ như trí thức hay là đọc sách đi. Người trí thức thì chắc chắn họ đọc sách, nhưng mà đọc sách chưa chắc là trí thức. Cái đẹp, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nhắc lại, chỉ làm đẹp cho tụi em trong giai đoạn rất ngắn hạn. Tức là thay đổi cái quả, cái kết quả này nè, thay đổi, làm đẹp cho tụi em giai đoạn rất ngắn hạn. Nhưng sau đó là cái diện tướng, diện mạo của em quyết định bởi cái nhân, cái lõi của em suy nghĩ và hình thành nên cái diện tướng của tụi em. Sau đó nó có thể thay đổi theo cái nhân suy nghĩ của tụi em. Còn bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp cách thời trong vài tháng đầu thôi, tại vì đẹp liền mà, ok, thay đổi được liền mà. Nhưng mà bây giờ trong cái đó là cái kết quả, nhưng mà cái nhân của em suy nghĩ như thế nào, hành động thế nào thì nó sẽ hiện ra cái diện tướng sau đó nữa, không có sửa được đâu.